Vừa qua, lãnh đạo đồn biên phòng Cù Lao Chàm cho biết vừa xảy ra vụ cháy ghe ở vùng biển thuộc đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 2 tháng 9, ba nhân viên khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đang đi làm nhiệm vụ tại khu vực Hòn Dài, đảo Cù Lao Chàm, thì chiếc ghe bị hư hỏng. Sau đó chiếc ghe bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến hai người trên ghe bị bỏng. Các lực lượng tại đảo cùng người dân có thuyền gần đó đến hỗ trợ dập lửa, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Vụ cháy khiến chiếc ghe hư hại nặng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.